Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, chúng ta vừa được xem một đoạn video clip với những khung cảnh tuyệt đẹp như một thế giới cổ tích thu nhỏ trong thời hiện đại. Đây chính là phim trường chuyên biệt đầu tiên dành cho trẻ thơ tại Việt Nam, phim trường Bambini. Nơi đây đã được các đài truyền hình cũng như rất nhiều nhiếp ảnh gia tin chọn là địa điểm quay phim chụp hình và cũng được hàng ngàn ông bố bà mẹ cũng như các trường mầm non lựa chọn là nơi để lưu giữ những khoảnh khắc của đứa con yêu của mình. Đằng sau những khung cảnh tuyệt đẹp như thế, đó chính là tâm huyết của người sáng lập. Và người sáng lập đó là ai? Chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một vài ghi nhận ngay sau đây. Quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV và tôi là Hoàng Phi. Chị Đoàn Thị Hồng Thơm, người sáng lập phim trường Bambini. Đây có thể nói là một nơi để chị thỏa sức sáng tạo và thử thách những khả năng của bản thân. Bambini là mô hình đầu tiên hiện nay, nên vừa có cơ hội để thành công, vừa tiềm ẩn không ít rủi ro đối với người sáng lập. Đây là một thách thức mà bản thân chị phải vượt qua để duy trì hoạt động cho phim trường này. Một thách thức khác mà chị đã vượt qua để đến với Bambini là từ bỏ sự nghiệp đang trên đà phát triển. Chị vốn đang giữ vị trí khá quan trọng trong một tổ chức tài chính. Đây là lĩnh vực chị đã gắn bó gần 10 năm và đã tích lũy kinh nghiệm đủ để tiếp tục thăng tiến và gặt hái những thành công mới. Thế nhưng chị đã từ bỏ và bước sang một con đường khác hoàn toàn mới. Quyết định này đã khiến không ít bạn bè, người thân ngạc nhiên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe chính nhân vật kể về quyết định này của mình. Xin được chào chị Hồng Thơm. Ngày hôm nay thì rất cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự chương trình diễn đàn CEO trên VTV. Xin chào Hoàng Phi, xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Thưa chị, chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngay bây giờ. Được biết thì trước đây chị Hồng Thơm đã từng là nắm vị trí quản trị ở một tổ chức tài chính. Và những cái vị trí mà chị đã từng đảm nhiệm thì rất là cao và được tín nhiệm. Nhưng mà sau đó chị lại có một cái ý định, đó chính là chị đã từ bỏ vị trí đó và quyết định khởi nghiệp. Mà cái lĩnh vực mà chị khởi nghiệp lại là một lĩnh vực đặc biệt dành cho những cái đối tượng rất là đặc biệt nữa. Vậy thì cơ duyên nào đã đưa chị đến với cái ý định này ạ? Cảm ơn câu hỏi của Hoàng Phi. Thực ra đây cũng là cái điều mà nhiều người đặt ra đối với tôi. Tôi đến với lĩnh vực về giải trí, giáo dục dành cho thiếu nhi đúng là một cơ duyên. Và xuất phát từ cô con gái của mình. Sau hơn 10 năm chờ đợi thì chúng tôi mới có được một đứa con. Thì cái cảm giác mà được ôm con vào lòng và ngắm nhìn những cái hình hài bé bỏng của con như vậy thì nó là một cái trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với tôi. Và tôi cảm thấy mình là người may mắn và tôi biết ơn cuộc đời này. Vì vậy cho nên là tôi nghĩ mình cần phải làm cái gì đó để những khoảnh khắc đẹp nhất của con mình được lưu giữ lại, để mai này lớn lên á, mình trao lại cho con. Tại sao chị lại đặt cái tên là Bambini và mô hình Bambini Group của mình là như thế nào ạ? Thực ra thì cái từ Bambini á, nó có xuất phát nguồn gốc từ tiếng Ý, tương tự như cái từ children của tiếng Anh á, và nó có nghĩa là những đứa trẻ. Bambini Group ấy, nó là một cái mô hình kinh doanh tích hợp được định vị là chuyên biệt về giải trí giáo dục dành cho thiếu nhi. Trong đó công ty về phim trường Bambini nó là mang tính trọng tâm và đi trước. Và tiếp đến là các cái công ty thành viên vệ tinh về sự kiện, truyền thông, đào tạo kỹ năng cho các bé. Và mình có gặp những cái khó khăn như thế nào trong quá trình liên kết đó? Khi mà tôi khởi nghiệp ấy, là tôi khá là tự tin. Và trong một cái tâm thế là người cho đi, xuất phát từ cái tình yêu con trẻ như thế. Nhưng mà thị trường ấy thì là có thú thực là nó diễn biến rất là phức tạp. Có những cái tình huống mà tôi không thể lường trước được. Đấy, và có những cái cảnh chúng tôi phải mất ăn mất ngủ để mà thiết kế xây dựng nó. Đấy, khi mà nó được xuất hiện ấy, thì chỉ trong ít ngày thôi, ở trên thị trường có cái bản sao tương tự như vậy. Thì đấy là một cái thách thức mà chúng tôi đã gặp phải. Cái thách thức thứ hai nữa ấy, mà tôi muốn nêu ra ở đây ấy, đó là cái vấn đề về khách hàng cũng như là cái câu chuyện về giá. Vì nó là cái loại hình tương đối mới cho nên là rất là nhiều khách hàng ấy chưa có cái sự nhận biết cũng như là phân biệt một cách rõ ràng cái quy mô và cái chất lượng của phim trường so với lại cái hình thức mà studio truyền thống. Và một cái điều cũng rất là quan trọng tôi muốn nêu ra ở đây nữa là đó là cái thách thức về vấn đề về nhân sự cũng như là đối tác. Thì cái lĩnh vực này ấy, nó đặc thù lắm. Tức là nó đòi hỏi cái người làm ấy, nó vừa phải có cái khiếu về nghệ thuật một chút,
nhưng mà nó lại như chịu áp lực bởi cái cơ chế của thị trường. Thành ra là khi mà làm việc ấy, các bạn nếu như mà mang có cái yếu tố về cảm xúc á, trong cái hay trong tức là cái yếu tố về nghệ sĩ, cảm xúc của các bạn ấy là những cái mà rất là khó để cho mình kiểm soát. Đấy là cái điểm mà mình gặp phải. Thứ hai nữa là cái cổ đông cũng vậy nữa. Khi mà người ta hợp tác với mình, có cái văn hóa doanh nghiệp, có cái nguyên tắc rõ ràng, nhưng mà một khi mà đã vi phạm vào những cái điểm như thế thì là nó sẽ bị ảnh hưởng đến tổ chức. Và bản thân tôi là cái người mà sáng lập thì là tôi thà chấp nhận đi chậm lại, thà chấp nhận bị thiệt, chứ tôi không có tiếp tục đồng hành trong những cái trường hợp như vậy. Nếu mà như những chia sẻ của chị thì có bao giờ chị đã nghĩ lại là mình đã chọn sai người ngay từ ban đầu hay không? Thực ra thì cái vấn đề về con người là cái vấn đề khó nói nhất. Tại vì khi đến với mình, thứ nhất là về mặt cảm tính, về mặt lý tính ý, đều hội tụ đầy đủ hết. Thứ nhất là họ là người có khả năng về nghiệp vụ chuyên môn, có kinh nghiệm. Và về mặt cảm tính là họ rất là thiện chí với mình và họ muốn hợp tác với mình. Đó, thì là những cái đấy và họ sẵn sàng luôn. Và khi mình làm ấy là có một cái văn bản hợp tác, có thỏa thuận, có ghi ra. Nhưng mà cái chuyện mà người ta có tuân thủ nó hay không ấy lại là cái nó không nằm trong cái kiểm soát của mình. Và rất là khó. Đấy, thì là cái câu chuyện đấy là cái mà mình cũng đang là tìm hiểu để làm sao để mình quản trị được những cái rủi ro như vậy. Ở những ngày đầu khởi nghiệp như thế là chị đã bị sốc về nhân sự đúng không ạ? Chính xác. Đó, thì là qua những cái rào cản như thế, những cái thách thức gặp phải như thế thì là có những lúc mình cũng phải thú nhận luôn là cách đây khoảng năm là mình đặt câu hỏi cho bản thân mình là cái sự lựa chọn đấy là an toàn, lương cao như những gì mình đã có, hay là được làm cái điều mình thích và mình phải tự xoay sở tất cả. Đó, thì đấy là một cái sự lựa chọn không hề dễ dàng thế nào cả. Và chỉ có thực sự nhiệt huyết, thực sự đam mê, thực sự mà muốn kêu làm sao nhỉ? Muốn dấn thân đó, thì là mới có thể mà vượt qua được những cái tình huống như thế. Và bây giờ thì là rõ ràng là sau hơn 5 tháng rồi thì mình vẫn đang ngồi ở đây để nói chuyện với lại bạn về một cái mô hình dành cho các bé như thế, để bạn thấy được rằng đâu là cái sự lựa chọn của mình rồi. Thì chị có thể chia sẻ với chúng tôi cụ thể một cái lần thách thức nào đó mà chị đã vượt qua, và khi mà vượt qua nó thì cái cảm giác của chị như thế nào khi mình đã giải quyết được cái vấn đề khó khăn ạ? Thực ra thách thức ấy là cái chuyện mà tôi nghĩ là nó thường tình xảy ra trong cuộc sống của tôi rất là nhiều. Nhưng mà có 3 cái thách thức và cũng là 3 cái kỷ niệm mà tôi ấn tượng nhất, tôi mong muốn được chia sẻ ở đây. Đầu tiên là phải kể đến là cái kỷ niệm thuở ấu thơ khi mà tôi còn ở quê nhà học tiểu học. Thì khi mà cái trào lưu về vấn đề uốn tóc này, rồi đi giày mũi ngoé được lên ngôi, nhiều người rất là thích thú và tôi cũng như thế luôn. Khi tôi xin bố mẹ làm cái điều đó thì lập tức bị phản đối bởi lý do là không có tiền. Đấy, mà tôi thì lúc đó thì cũng chẳng đủ tiền để làm cái điều mình thích. Thế cho nên là tôi phải suy nghĩ cái cách để làm sao kiếm được tiền. Và tôi đã kiếm được tiền từ khi tôi lên 8 tuổi. Cụ thể là tôi canh cái giờ mà bán hàng cho mẹ sau khi mà đi học về, thì tôi tranh thủ đi ra ngoài chợ mua rau bằng cái số tiền mà mình dành dụm ở trong cái dịp Tết. Đó là cái tiền mừng tuổi mà người miền Nam mình hay gọi là lì xì đó. Thì tôi mua rau 500 một bó và tôi mang về, lúc đầu tôi bán là 700, nhưng mà chẳng có ai mua cả. Thành ra là tôi phải hỏi khách hàng là vì sao. Thì khách hàng nói là con bán giá cao hơn ở chợ. Đấy, và tôi mày mò, bắt đầu là tôi mới gỡ những cái bó rau đấy ra. Cứ 2 mớ ở chợ thì tôi bó được thành 3 bó. Và tôi cũng chỉ bán nó với cái giá 500 một bó thôi. Đồng thời khi khách hàng mua rau của tôi thì tôi tặng thêm họ quả chanh, mà cái chanh đó là do nhà tôi trồng được. Thành ra là khách hàng rất là happy. Tôi thật sự là sung sướng khi mà mình đã tự làm ra được đồng tiền, và cái đồng tiền đấy nó phục vụ được cái sở thích của mình. Cái kỷ niệm thứ hai nữa ấy là khi tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Thực sự đây có thể nói là một cái quyết định điên rồ nhất. Bởi vì sao? Không ai ủng hộ tôi cả, gia đình, bạn bè. Khi mà vào Sài Gòn thì cũng nhờ qua một cái người bạn học ngày xưa, thì là tôi được vào tham gia một cái buổi phỏng vấn với công ty truyền thông. Thì sau khi mà xem xong cái CV của tôi cũng như là quan sát cái vẻ của tôi lúc đó, thì là
ông chủ tỏ ra là ái ngại. Ông nói là anh thấy là chưa tìm được cái điểm phù hợp, có lẽ là em nên tìm cơ hội khác tốt hơn. Thì ngay lập tức tôi cũng nhanh nhạo mà trả lời anh ấy là em biết em chưa từng làm việc trong cái lĩnh vực này, nhưng mà truyền thông là cái mà em cực kỳ thích và em rất là mong muốn có cơ hội được thử sức mình. Em hứa là em sẽ làm, em nỗ lực, em làm bằng tất cả cái khả năng của em. Và công ty chỉ có trả lương, chỉ phải trả lương cho em khi mà em mang được kết quả về cho công ty. Nếu như mà sau 3 tháng mà em không làm được ấy, thì em vui vẻ em đi ra mà công ty không phải trả khoản phí nào cả. Tôi làm việc cứ như là giống như là tôi không còn cơ hội nào khác nữa, không còn cái sự lựa chọn nào khác nữa. Và thật sự là rất là may mắn là kết quả đã trả về cho tôi. Và sau 3 tháng thì là tôi đã liên tục nằm trong cái top dẫn đầu của công ty. Trong vòng gọi là hơn 3 năm làm việc tại đây thì tôi đã được 5 lần là thăng tiến từ vị trí cộng tác viên và nhân viên chính thức, rồi vào trưởng bộ phận, rồi vào phó phòng, rồi lên trưởng phòng, rồi cái vị trí mà tôi được đảm nhiệm trước khi mà tôi rời bỏ đó là phó giám đốc kiêm trưởng phòng, tức là chỉ sau mỗi cái ông chủ người mà đã nhận tôi vào. Cái thách thức tiếp theo ấy đó là khi tôi công tác ở tổ chức tài chính, và cái thử thách lớn nhất ấy là đó là cái khi mà tôi được giao cái trọng trách là vai trò của giám đốc cái dự án tái định vị thương hiệu cho ngân hàng. Cái dự án này được cho là cái dự án có cái quy mô lớn nhất, tại vì nó ảnh hưởng đến toàn hệ thống. Và với cái ngân sách được cấp là khoảng 50 tỷ đồng. Và tôi rất là lo lắng. Thực sự lúc đó tôi không biết được rằng khả năng của mình liệu có đảm đương được cái vai trò đó hay là không. Nhưng mà trên hết ý, đó là một cái mà tôi cũng nghĩ bên cạnh cái lo lắng đấy, đó là một cái cơ hội tốt cho mình, cơ hội để mình thử sức. Đúng 9 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2015 là cái thời điểm chúng tôi launching toàn bộ cái dự án đó. Và cái dự án đó đã đạt được cái tiếng vang rất là lớn. Và sau khi dự án được công bố rồi thì tôi được ban lãnh đạo ngân hàng ấy trao tặng cho cái danh hiệu là giám đốc dự án xuất sắc. Và có lẽ đây là cái thách thức lớn nhất và cũng là cái thành quả đáng tự hào nhất của tôi. Từ 3 cái thách thức và những cái lần vượt qua, cách chị giải quyết như thế, chị chia sẻ với chúng tôi, thì tôi thấy một điều như thế này. Chị luôn luôn muốn thay đổi mình, muốn đi đến những cái vị trí khác nhau, muốn thử thách ở những công việc khác nhau, lĩnh vực khác nhau. Vậy thì đó có phải là cái chất của con người chị để hỗ trợ cho cái việc khởi nghiệp sau này hay không? Có lẽ là như vậy. Tại vì tôi nghĩ được rằng ấy, cái chuyện mình muốn thành công mới là chuyện của mình. Còn mình có thành công được hay không ấy, phải phụ thuộc vào cái sự nỗ lực của mình và kết quả mang lại thực tế như thế nào, và sự nhìn nhận đánh giá của tổ chức ra làm sao. Đấy. Và với một người đi làm công ấy, thì là cái việc mà đánh giá như vậy nó là cái thước đo giá trị cho bản thân mình, chứ không phải là mình trong mà giống như là hiếu thắng để mà mình chạy đua như thế. Nhưng mà nếu như mà làm việc nghiêm túc hoặc là có ý chí thì tôi nghĩ là các bạn trẻ hay là những cái nhân sự khác cũng đều có những cái xu hướng tư duy và hành động theo cái hướng như thế. Và quả thật là khi mà tôi đã trải nghiệm như vậy rồi thì tôi lập nghiệp thì nó cũng là một cái chất liệu khá là lợi thế, giúp cho tôi có thể đối mặt được với thử thách và giúp cho tôi cảm thấy tự tin hay lạc quan cả trong những cái tình huống mà không như mình mong muốn. Khi mà chị quyết định khởi nghiệp thì chị đã phải ra sẵn cái kế hoạch để bao nhiêu năm mình có thể đạt như thế này, bao nhiêu năm Bambini Group lớn như làm sao. Nếu mà đặt trường hợp giả sử tới một cái thời điểm đó chị chưa thành công thì chị sẽ làm như thế nào? Một câu hỏi rất là hay. Thực ra thì khi mà đăng ký cái giấy thành lập công ty á, thì tôi đã có một cái bản dự thảo về cái chiến lược hoạt động và phát triển của công ty rồi. Nhưng mà tôi không có áp lực quá nhiều trong cái giai đoạn đầu này, tại vì cái thị trường này nó rất là phức tạp. Và cái giai đoạn đầu này những cái vấn đề chúng tôi gặp phải chúng tôi phải cố gắng đi chậm lại để làm sao xử lý cho thật tốt cái đã. Và khi mà giải quyết được những cái vấn đề nội tại như vậy rồi thì chúng tôi tiếp tục cái hành trình của mình. Và cái bức tranh của tôi đưa ra kể cả về chiều rộng lẫn chiều sâu nó rất là rõ ràng. Đấy. Nhưng mà tôi nói trước là cái việc về vấn đề khởi nghiệp ấy, thực tế đã cho thấy, thống kê rồi, trên 90% doanh nghiệp khởi nghiệp bị thất bại trong năm đầu tiên, bị phá sản trong năm đầu tiên. Thế thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình không thành công? Thị trường không chấp nhận mình. Đó, thì câu chuyện đấy tôi cũng đặt ra với tôi chứ. Thì tôi thấy một điều ấy, cái quyết định khởi nghiệp ấy
là một cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái việc mà mình thể hiện được cái bản lãnh, cái trách nhiệm, cái tầm quan trọng của bản thân mình như thế nào. Thứ hai nữa là khởi nghiệp ấy, nó giúp mình, nó giúp cho mình biết được rằng, cho thấy được rằng ấy, đây đâu là cái điều quan trọng nhất đối với mình, đối với sự nghiệp của mình. Và cái điều đó nó có thực sự phù hợp hay là không. Đó. Và nếu như trường hợp mà khởi nghiệp không thành công thì nó cũng cho mình một cái bài học giá trị cực kỳ ý nghĩa. Chứ ở đây mình không thuần túy mình đo lường bằng con số là lợi nhuận được bao nhiêu, bỏ vào túi được như thế nào. Bên trong con người nhỏ bé này là một nguồn năng lượng luôn được thắp sáng. Chị luôn hăng hái và năng động trong mọi hoạt động mình đề ra. Nguồn năng lượng này đã giúp chị luôn đạt được những kết quả tích cực trong công việc. Và cũng chính năng lượng này đã giúp chị giảm được những căng thẳng khi có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Hơn thế nữa, chị còn là người truyền cảm hứng và giữ lửa cho mọi hoạt động của đơn vị, dù lớn hay nhỏ. Đối với chị, khi đã đam mê, đã quyết định làm thì làm cho tới cùng. Bởi vì người ta chỉ hối hận khi mình không làm, chứ không hối hận khi mình đã làm toàn tâm, toàn ý. Chính vì vậy mà Bambini ngày càng được nhiều người biết đến thông qua những hoạt động thường xuyên và hấp dẫn. Những đoàn học sinh tiểu học các trường quốc tế trong khu vực thường xuyên đến đây để tham gia các hoạt động ngoại khóa. Những MV ca nhạc cũng được thực hiện tại đây. Nhiều album gia đình, album cho các bé đã được Bambini ghi lại. Thưa chị, khi mà nói chuyện với chị Thơm thì tôi cảm nhận được như thế này về cái nhiệt huyết của chị. Chúng ta tạm gọi đó là lửa, cái lửa nhiệt huyết của chị rất là nhiều trong cả công việc của chị và trong khi mà với những cái đam mê của chị đang thực hiện nó với việc khởi nghiệp của mình. Vậy thì cái bí quyết từ đâu mà chị có được cái lửa tốt như thế ạ? Thực ra thì tôi cũng được khá là nhiều đồng nghiệp cũng như là các bạn ở trong phòng ấy phản hồi thắc mắc với tôi chứ, ủa sao chị ăn ít mà sao chị năng lượng nhiều thế? Có những hôm tôi quên ăn trưa luôn, tôi làm việc như một cái máy từ sáng đến chiều luôn, rồi mới giật mình nhớ ra là mình chưa ăn trưa. Hoặc là có những người bảo với chứ là chị Thơm lúc nào cũng thấy cười, hình như là chị không biết buồn hay sao ấy. Thì có người bảo chứ chị là người có công việc, thì tất cả họ nói không sai. Thế nhưng mà với tôi á, thì tôi suy nghĩ thế này. Tức là cái chặng đường mà tôi đi qua ấy, những cái giai đoạn nó đều có rất là nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm, khó khăn cũng có, thử thách cũng có. Từ cái việc một mình vào Sài Gòn lập nghiệp, từ cái việc trách nhiệm với gia đình, nuôi nấng em học hành như thế nào, một loạt các cái chỉ tiêu phải nêu ra, giống như là học tập, kiếm tiền, tự mình áp lực bản thân mình. Rồi cái việc mình hiếm muộn cả chục năm trời như thế, áp lực không? Có những người bị trầm cảm luôn. Đấy. Nhưng mà với tôi á, thì tôi suy nghĩ vấn đề là đó là những cái chuyện mà mình không tránh được, tại vì nó không phải đi từ chủ quan của mình. Đó. Thế thì là chi bằng ấy, nếu mà mình đã không tránh được thì tốt nhất là mình đón nhận đi, đón nhận cho một cái tâm thế tích cực đi. Đó. Rồi thì nghĩ cách để mà chuyển hóa nó và coi nó giống như là một cái lý do mình có mặt ở trên đời này. Tại vì không phải mọi thứ đều hoàn mỹ hết, mà để người ta thành công được thì người ta phải có cái sự nỗ lực tác động vào những cái thực trạng như vậy để người ta chuyển hóa nó. Và cái yếu tố đầu tiên mà tôi nghĩ là quan trọng nhất đó là cái thái độ tích cực. Nó giúp cho tôi có cái sự năng lượng, có cái sự là vui vẻ, có cái sự nhiệt huyết. Cái điều thứ hai nữa ấy, đó là cái vấn đề mà tôi nghĩ rất là quan trọng với tất cả mọi người ở đây. Đó là cái chế độ về ăn uống, về sinh hoạt, về những cái thói quen. Thì tất cả những cái thứ đó ấy, mình phải làm sao đấy mình duy trì được. Và tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thiện cái điều đấy. Và một cái điều thứ ba cũng rất là quan trọng. Đó là mình phải thấu đáo trong cái việc đưa ra quyết định. Tất cả những cái điều mà tôi làm thì tôi thường hay tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình trước. À, tại sao tôi phải làm cái điều đó? Có cái cách nào hay hơn không? Nếu như làm cái điều đó không được thì không thành công thì là chuyện gì sẽ xảy ra? Đó. Tức là mình phải thông suốt trong con người mình. Mình phải xác minh được đó là cái chuyện thực sự cần thiết phải làm và làm cho được chẳng hạn. Đó thì là ba cái điều đó là ba cái mà tôi nghĩ rằng
Nó là một cái thuộc chất, thuộc tính trong con người của tôi và giúp tôi có thể cười được trong mọi tình huống và có thể làm việc được 20 tiếng trên một ngày mà không cảm thấy mệt nếu như mà cái công việc đó thực sự mà mình thích. Chị quan niệm như thế nào, suy nghĩ cảm nhận như thế nào về cái mối quan hệ giữa gia đình và công việc, và làm cách nào để mình có thể cân bằng được giữa hai cái việc này với nhau? Từ khi tôi khởi nghiệp ấy thì là cái công việc của tôi được set up bởi cái chế độ khá là linh hoạt, khá là linh hoạt. Bên cạnh những cái, tức là khi mà làm ấy thì là tôi không bị lệ thuộc, bảo giống như tổ chức trước đây là đúng theo cái giờ của sếp họp là phải có mặt, mà cái này mình có thể làm chủ được. Đấy là một cái phần thưởng dành cho những người khởi nghiệp. Đó. Thành ra là bất cứ khi nào ấy gia đình cần ấy, ngoài cái quỹ thời gian cố định ra thì tôi vẫn có thể sắp xếp về với gia đình được, đặc biệt là đối với con của tôi. Khi mà mình làm việc tốt, mình làm việc hiệu quả ấy, thì là cái điều đó ấy, để cái giá trị đó là mình mang phục vụ cho cái cuộc sống và cái gia đình của mình. Đúng không ạ? Và ngược trở lại ấy, cái gia đình ấy là cái nơi giúp cho mình có động lực để mình làm việc tốt hơn những cái gì mà khả năng của mình có thể làm được. Đấy, gia đình và công việc đối với tôi nó đều quan trọng cả. Và tôi luôn phân bổ cái thời gian và nguồn lực của mình để làm sao cân bằng giữa công việc và gia đình. Để bắt đầu một công việc lãnh đạo ở một công ty nào đó thì đó là chuyện quá bình thường với chị. Nhưng mà chị lại quyết định khởi nghiệp. Lý do tại sao? Một lần nữa tôi muốn chị chia sẻ là lý do tại sao. Thì đây là cái điều tôi đặt ra trước khi tôi quyết định. Cái thứ nhất ý, là tôi nói là tôi có một cái cơ duyên với cô con gái của mình. Con gái đến với tôi coi đấy là một cái duyên. Tôi rất là biết ơn cái điều đó. Tôi cảm thấy mình rất là may mắn. Và lúc đấy tôi phát sinh một cái mong muốn ý, là tương tác, tức là cái công việc của mình, cái loại hình công việc của mình làm sao để có thể tương tác được với cái tụi trẻ, làm sao để tạo ra được những cái điều ý nghĩa cho tụi trẻ. Thì đấy là cái điều mà tôi tìm kiếm. Và với cái tâm thế của tôi tại cái thời điểm đó, tôi đã tích lũy được những cái nguồn lực cần thiết về vấn đề thị trường, về vấn đề nguồn vốn, về vấn đề mối quan hệ, thậm chí là những cái nhân sự cần thiết để mà xây dựng được cái bộ khung của bộ máy. Thì tôi thấy là tôi có những cái lợi thế, có những cái tố chất mà có thể thực hiện dễ dàng hơn hoặc nhanh chóng hơn so với lại những người khác. Và khi tôi quyết định cái điều đó ấy, là tôi đang nghĩ đến cái việc tạo ra giá trị. Tôi đang nghĩ đến con của mình, nghĩ đến những đứa nhỏ nhỏ. Thì là tôi đã lựa chọn như thế. Còn nếu như mà trường hợp xét riêng cho bản thân tôi thì có thể tôi sẽ tiếp tục công việc của tôi, vừa an toàn và mức thu nhập thì 8 con số. Thì như thế thì là mình cảm thấy là cuộc sống đó là cái đích mà ngày xưa tôi hằng mơ ước để có được cái điều đó. Và tôi đang có cái điều đó rồi. Thì tôi chỉ muốn nói tóm gọn lại một câu là cái lựa chọn đó nó phụ thuộc vào cái giá trị mà mình theo đuổi, mình quan trọng, mình tìm kiếm ở tại cái thời điểm đó. Nó thôi thúc mình, nó giúp mình đưa ra quyết định. Tại cái thời điểm này ạ, thử thách là có, khó khăn là có thật. Đó. Và mình nghĩ là các cái startup khác có thể họ cũng gặp phải tương tự như mình. Đó. Và mỗi một người có những cái sự lựa chọn riêng cho bản thân mình. Đó là lý do tại sao trên 90% họ đã out khỏi cuộc chơi, họ đã từ bỏ. Đấy, nhưng mà mình thì mình vẫn muốn cố gắng. Mình vẫn muốn cố gắng bằng tất cả những cái đam mê của mình, bằng trái tim của mình, bằng cái khả năng của mình. Đó. Và mình cũng không muốn phá cái luật mà từ ngày nào đến giờ mình đã xây dựng được, đó là không từ bỏ cho đến khi đạt được mục đích của mình. Đó. Có thể sẽ chậm đi, có thể sẽ khó hơn, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Chúng tôi muốn chị sẽ có một bài chia sẻ với các bạn trẻ đang có ý định khởi nghiệp sang chương trình diễn đàn CEO ngày hôm nay. Tôi thì thực sự mà nói tôi cũng đang trên đường gọi là chinh phục, chứ tôi cũng chưa phải là người thành công. Thành ra là tôi chỉ chia sẻ được cái cảm nhận của mình thôi, cái kinh nghiệm của mình thôi. Khởi nghiệp rất là thú vị, thử thách đấy, gian nan đấy, có hết. Thế nhưng mà rất là thú vị. Bởi vì sao? Qua cái khởi nghiệp đó sẽ
giúp cho mình có nhiều cái năng lượng, có nhiều cái động lực hơn, mình sống tích cực hơn, mình quyết liệt hơn để mình thực hiện được cái hoài bão, cái ước mơ, cái mục tiêu của cuộc sống của mình, cuộc đời của mình. Và cũng rất là thú vị, các bạn quan sát thì các bạn thấy là tất cả những cái, hầu hết luôn đó, là những cái người mà thành đạt của thế giới, những cái người mà giàu có của thế giới, họ cũng đều đi từ con đường khởi nghiệp. Và cái khởi nghiệp, thậm chí là họ khởi nghiệp xong rồi họ thất bại, xong rồi họ thất bại, xong rồi họ khởi nghiệp lại để họ thành công, rất là nhiều. Đấy. Tôi là cái người đặc biệt bất ngờ và được truyền cảm hứng bởi câu chuyện của tỷ phú Trump, bây giờ là đương nhiệm của Tổng thống Mỹ. Ông đã từng khởi nghiệp và 4 lần phá sản. Hay là Jack Ma, chắc là ở đây ai cũng biết hết, đúng không ạ? Ông xuất thân rất là bình thường. Đấy. Nhưng mà ông rất là quyết tâm. Ông ấy gặp rất là nhiều thách thức. Ông ấy đã thất bại 30 lần. Ông đã thất bại 30 lần và ông ấy vẫn đứng dậy. Và bây giờ ông trở thành tỷ phú của thế giới. Ông được công nhận là giống như là người thành công nhất của Trung Quốc. Thì những cái gương người thật như vậy, tại sao người ta làm được? Mà mình thì không. Có cái điều gì đó mình chưa biết chăng? Đấy. Và mình là những cái thế hệ đi sau ấy, mình có cái lợi thế rất là nhiều. Mình được tham khảo. Đấy, thì làm tôi cũng đang là tìm tòi, tìm hiểu xem để mà những cái tấm gương thực tế đó để mình có thể hoàn thiện cho bản thân của mình, để mình hành trang để cho mình có thể tiếp tục cái con đường của mình. Và với các bạn trẻ thì càng tốt, còn tốt hơn cả tôi nữa cơ. Tức là bây giờ chúng ta đang ở trong cái các bạn ấy rất là năng động, rất là sáng tạo. Các bạn ấy đang ở bước vào cái thời đại 4.0. Công nghệ cũng hỗ trợ rất là nhiều. Đấy, thì là tôi chỉ có một lời khuyên thôi, tức là mình được sinh ra, được sống trong cuộc đời này có một lần thôi. Cho nên là hãy nghĩ lớn mà. Đấy. Cố gắng làm sao trang bị cho mình những cái nguồn lực cần thiết để khi thời cơ đến, chúng ta dám bung ra, chúng ta dám thử sức, chúng ta cháy hết mình với lại cái nhiệt huyết, cái đam mê, cái hoài bão của mình. Làm hết sức, làm cho đến khi nào mà chúng ta đạt được cái mục tiêu. Đó. Và đối với tôi á, tôi không biết chắc được rằng á, cái câu chuyện của Bambini hay là cái sự nghiệp của tôi nó sẽ như thế nào, nhưng mà tôi có niềm tin vào bản thân mình. Và tôi vẫn tâm niệm một điều ấy, là khởi nghiệp hay không khởi nghiệp thì tức là mình làm sao cố gắng tìm được cái phương thức phù hợp để mình thực hiện được cái mục đích của cuộc đời mình một cách hiệu quả nhất. Đấy, để sau này mình không ân hận, mình không hối hận, là mình tức là mình đã sống hết mình rồi. Thì không có điều gì phải nuối tiếc cả, không có điều gì phải ân hận cả. Thì đấy là cái điều mà tôi mong muốn gọi là được chia sẻ. Ngày hôm nay được nghe câu chuyện của chị Hồng Thơm thì chúng tôi cảm nhận được nhiệt huyết với cái con đường khởi nghiệp của chị, cũng như là những chia sẻ với tất cả những bạn trẻ mong muốn khởi nghiệp trong tương lai. Thay mặt những người thực hiện chương trình thì chúng tôi cảm ơn chị đã nhận lời mời tham dự chương trình, chia sẻ với chúng tôi câu chuyện của chị và kính chúc chị sẽ thật nhiều sức khỏe và Bambini sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Cảm ơn Hoàng Phi, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Xin kính chào, tạm biệt ạ. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.